Bị yêu cầu ngừng hát, Hoa hậu hài Thu Trang phản ứng khiến ai cũng bất ngờ. Hoa hậu hài Thu Trang cho rằng chính lời khen của các fan đã khiến cô trở nên ảo tưởng. Không chỉ là nữ danh hài nổi tiếng phía Nam, Hoa hậu hài Thu Trang còn là người đam mê hát hò. Dù không sở hữu giọng ca trời phú, nhưng bù lại, nữ danh hài không ngại ngừng khoe giọng hát thảm họa mọi lúc mọi nơi. Trước đó, trong một cuộc trò chuyện với khán giả khi đi ăn vặt, Thu Trang quyết định gửi tặng tới người hâm mộ bản hit đình đám của Bảo Anh, Sống xa anh chẳng dễ dàng. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau đó, Hoa hậu hài tản tò vì bị ông xã chơi khăm. Mới đây, sau sự cố hát live Em gái mưa trong đám cưới đàn em Vinh Râu, bà xã Tiến Luật một lần nữa chinh phục bản hit của Hương Tràm. Lần này, Thu Trang thể hiện giọng ca vàng trên sóng trực tiếp khi nhận được yêu cầu nhiệt tình của người hâm mộ. Nhiều fan cũng bình luận chỉ đừng hát. Nữ diễn viên hài vẫn quyết định khoe giọng thể theo yêu cầu của số đông. Do chưa thuộc nhạc và lời ca khúc Em gái mưa, ban đầu Thu Trang hát lệch tông loạn xạ. Tuy nhiên sau đó Thu Trang đã đủ tự tin để thể hiện trọn vẹn bản hit của Hương Tràm. Khá bất ngờ giọng ca của Hoa hậu hài được nhiều cư dân mạng khen hay. Tuy nhiên cô tỏ ra nhận thức rõ khả năng ca hát của mình và hài hước hờn trách. Chính mọi người làm cho chị bị ảo nha, tôi bị ảo cũng chỉ vì mấy người. Thu Trang trách yêu fan khiến cô bị ảo về khả năng ca hát. Tinh thần văn nghệ lên cao, Thu Trang tiếp tục thể hiện nửa bài hát còn lại đang dang dở. Tuy nhiên mới chỉ được vài câu, cô quyết định tắt nhạc vì theo không kịp lời. Ngay lúc này, Thu Trang nhận được một lời bình luận của một tài khoản chê bai, chị hát như đọc rap. Rất thẳng thắn, bà xã Tiến Luật đáp trả, chị đang hát chứ không phải đọc rap đâu nha. Thu Trang bộc bạch chia sẻ, giọng hát của chị mang tính giải trí rất cao, dù có hát nghiêm túc cỡ nào thì mọi người cũng thấy mắc cười thôi. Thu Trang nói dù hát có nghiêm túc cỡ nào, khán giả cũng nhìn vào cười vì chị có khuôn mặt rất hài. Dù biểu cảm hài hước đến thế nào, cặp song ca cũng không bù lại, nổi giọng hát nhạc một đằng, lời một nẻo. Dường như biết rõ khả năng ca hát của Hoa hậu hài và Diệu Nhi, nên chỉ cần có một đoạn đúng tông, Kiều Minh Tuấn cùng bạn bè hò hét ủng hộ và dành những tràng pháo tay nồng nhiệt cổ vũ tinh thần cho cặp ca sĩ bất đắc dĩ. Kết thúc ca khúc đầu tiên, Thu Trang tản tò thừa nhận Em gái mưa không phải sở trường của chị, mà sở trường là nhạc bolero. Ngay sau đó, cả hai tiếp tục gửi đến khách mời tại hội trường cưới ca khúc Tủ là duyên phận. Dù thể hiện hai ca khúc chưa trọn vẹn trong livestream của Thu Trang, vẫn khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Clip này nhận được hơn 200.000 lượt xem, cùng hàng trăm lượt chia sẻ của cộng đồng mạng. Đã đính hôn sắp cưới, mỹ nhân Việt này vẫn bị dọa tạt axit vì giật chồng. Không chỉ dùng lời lẽ khó nghe, chủ nhân của số điện thoại này còn mắng Phan Như Thảo là kẻ giật chồng và đe dọa sẽ tạt cả can axit nếu gặp mặt. Một trong những cuộc chiến ồn ào kéo dài nhất của showbiz Việt chính là cuộc khẩu chiến cả năm trời giữa người đẹp Phan Như Thảo và cụ siêu mẫu Ngọc Thúy. Một người là vợ cũ, một người là vợ hiện tại của đại gia Đức An, lời qua tiếng lại suốt năm qua. Sau một thời gian dài không còn khẩu chiến trên Facebook với vợ cũ của chồng là Ngọc Thúy, cuộc sống của Phan Như Thảo và đại gia Đức An vô cùng bình yên hạnh phúc bên con. Tuy nhiên mới đây, trên trang cá nhân, Phan Như Thảo bất ngờ chia sẻ cô bị một số điện thoại nhắn tin. Với lời đe dọa tạt axit, chủ nhân của số điện thoại lạ này còn chửi cô là người giật chồng. Tuy nhiên Phan Như Thảo không hề lo sợ trước tin nhắn dọa tạt axit, mà cô còn cho rằng đây có lẽ là người hâm mộ. Thậm chí Phan Như Thảo còn tra số điện thoại của người kia trên Facebook, nhưng kết quả lại là nick ảo. Cô chia sẻ, Thảo mới được nhận một tin nhắn, chắc có lẽ là của người hâm mộ. Số điện thoại bạn ý cho anh em nhà bạn ấy thì lại là nick ảo. Mà giọng ngọng quá tôi đọc không hiểu gì hết, ngại quá nên nhờ các bạn dịch xem là ngôn ngữ gì. Phan Như Thảo chia sẻ đoạn tin nhắn dọa sẽ tạt axit cô. Chồng đại gia của Phan Như Thảo cũng khá bình thản khi biết tin vợ bị đe dọa tạt axit. Phan Như Thảo là diễn viên người mẫu nổi tiếng của làng giải trí Việt. Giữa thời điểm sự nghiệp đang ở đỉnh cao, mỹ nhân gốc Cà Mau bất ngờ đính hôn và sinh con gái cho danh nhân Đức An. Đại gia đang vướng ồn ào khuất mắt với vợ cũ, cụ siêu mẫu Ngọc Thúy vì những tranh chấp kiện tụng với số tài sản lên tới hàng trăm tỷ đồng sau ly hôn. Giữa tâm bão scandal, Lê Giang lặng lẽ đi chùa phóng sinh. Cập nhật loạt khoảnh khắc mới nhất của nữ danh hài khi Bảo Thị Phi vẫn chưa tạm lắng. Vài ngày gần đây, dư luận đã và đang đổ dồn sự quan tâm về câu chuyện gia đình và cặp nghệ sĩ Lê Giang Duy Phương. Con gái Lê Giang cho biết, cả nhà mình đang phải trải qua một khoảng thời gian vô cùng kinh khủng, khiến ai nấy đều mệt mỏi, thậm chí nghĩ tới cái chết. Lê Lộc viết.
Sau khi mọi chuyện bắt đầu xảy ra, ba nói với hai anh em rằng ba sẽ chết nếu như mọi chuyện không rõ ràng. Ngày tiếp theo, khi mọi thứ đang đẩy mẹ xuống vực, mẹ nói với bà ngoại không biết sẽ sống nổi nữa không. Và cuối cùng hai anh em định chết trước vì quá áp lực dư luận và áp lực gia đình. Giữa tâm bão thị phi, chiều ngày 8 tháng 12, Lê Giang đã đi chùa phóng sinh cùng những người bạn. Cô ăn mặc khá nổi bật, có trang điểm và cặm cụi tham gia các hoạt động. Không khó để nhận ra gương mặt nữ danh hài hằn lên một sự u buồn xót xa. Hình ảnh mới nhất về Lê Giang giữa bão thị phi, cô tham gia phóng sinh cùng bạn. Nữ nghệ sĩ thấp nhang luôn tỏ ra khá trầm tư. Gương mặt buồn bã của cô khi chụp ảnh. Lê Giang đang cần một khoảng bình yên ở thời điểm hiện tại. Phước Sang, anh Phương vừa tự tay cho con bú, vừa từ chối show diễn của tôi vì con bệnh. Ông bầu Phước Sang cho rằng dư luận không nên đẩy câu chuyện Lê Giang và Duy Phương đi quá xa, khiến cuộc sống của cả hai bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Scandal ồn ào giữa Lê Giang và Duy Phương vẫn đang là đề tài bàn tán của công chúng. Dư luận chia thành hai phe đối kháng không ngừng tranh cãi về câu chuyện này. Trong đó, có khá nhiều nghệ sĩ cũng lên tiếng. Cách đây ít giờ, ông bầu Phước Sang, ân nhân cứu vớt cuộc đời Lê Giang hai lần trong giông bão và cũng là người đồng nghiệp thân thiết của Duy Phương, bày tỏ quan điểm bản thân xoay quanh vụ ồn ào này. Phước Sang cho biết, dư luận không nên bàn tán quá nhiều về câu chuyện trong quá khứ này. Không nên nói ai đúng ai sai, dù gì chuyện cũng đã qua rồi, hãy để câu chuyện khép lại để không làm tổn thương đến các con. Bên cạnh đó, Phước Sang cũng chia sẻ thêm về những khó khăn mà Duy Phương phải chịu đựng trong quá khứ khi phải một mình xoay sở cảnh gà trống nuôi con. Khi tôi đến nhà, anh Phương vừa tự tay cho con bú, vừa từ chối show diễn của tôi. Anh bảo đi diễn có tiền mà sao không ham, nhưng con bệnh ở nhà không có ai lo. Sau có mệnh hệ gì chắc không sống nổi. Biết anh thức trắng ba đêm nên tôi nói hãy để người giúp việc chăm hộ. Thế nhưng anh vẫn chỉ từ chối vì không ai lo bằng anh. Sau này mỗi khi gặp Duy Phước, tôi đều kể cho cháu nghe về việc này. Những chia sẻ của Phước Sang phần nào mở ra một cái nhìn mới cho công chúng trong câu chuyện danh hài Duy Phương là người như thế nào giữa tâm bão đang bủa vây lấy nam danh hài. Lộ diện người tình 2 năm chưa từng công khai của Kim Lý nóng bỏng hơn cả Hồ Ngọc Hà. Người mẫu Kiko Chen lần đầu tiết lộ cô từng là người yêu của diễn viên Kim Lý trong 2 năm. Người mẫu Kiko Chen tên thật là Trần Thị Thu Trang, xuất thân là một tiếp viên hàng không, sở hữu số đo 3 vòng 95, 59, 92, cùng chiều cao đáng mơ ước 1m71. Kiko Chen là một trong những gương mặt người mẫu đắt show chụp hình. Sau danh hiệu tiếp viên hàng không đẹp nhất châu Á do 50 tạp chí trực tuyến ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương bầu chọn, mới đây cô cũng vinh dự lọt vào top 5 nghệ sĩ nữ xinh đẹp nóng bỏng có sức ảnh hưởng khu vực châu Á năm 2017 do trang SMR của Indonesia công bố. Trong cuộc trò chuyện với dân trí gần đây, người mẫu Kiko Chen lần đầu tiết lộ cô từng là người yêu của diễn viên Kim Lý trong 2 năm, nhưng chưa một lần công khai khiến không ít người ngỡ ngàng. Theo đó, Kiko Chen chia sẻ, khoảng thời gian mà Kim Lý theo đuổi cô là sau khi chia tay nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh. Lúc đấy, Kiko Chen cũng không quan tâm về quá khứ của người yêu mình vì tôi sợ sẽ làm mất đi những khoảng thời gian đẹp của nhau. Kiko Chen và Kim Lý quen nhau qua những người bạn thân, cả hai bắt đầu mối quan hệ từ năm 2015 và đồng ý với nhau sẽ không công khai, quen nhau trong âm thầm. Thời điểm đó, Kiko Chen đang là tiếp viên hàng không, nên chuyện công khai hay không cũng không quan trọng. Thời gian sau khi chia tay Trương Ngọc Ánh, Kim Lý luôn khẳng định anh độc thân, là người yêu của nam người mẫu lúc đó. Kiko Chen cho biết cô cũng cảm thấy tủi thân vì quen nhau, yêu nhau, nhưng khi được hỏi thì Kim Lý lại trả lời đang độc thân. Nhưng vì tôi tôn trọng công việc của anh nên tôi chấp nhận. Còn sau khi chúng tôi chia tay thì ai nấy cũng đều tập trung vào công việc của mình, chứ không đặt nặng vấn đề, người đẹp nói. Kim Lý là một người rất dễ thương và là một người luôn yêu thương gia đình mình. Tuy nhiên khi cô bị mất điện thoại và lộ tin nhắn, hai người đã có một cuộc khẩu chiến nảy lửa, dẫn đến việc im lặng và cả hai cùng kết thúc mối quan hệ. Anh cho rằng, tôi là người cố tình tung tin nhắn và hình ảnh ra ngoài, tôi cảm thấy thất vọng về anh. Bởi sau sự việc này, cuộc sống của tôi cũng đảo lộn hoàn toàn, Kiko Chen nói về lý do chia tay. Tình cũ của Kim Lý cũng tiết lộ thêm,
Sau vụ lộ tin nhắn đó, anh nói tôi rất nặng lời, nhưng anh cũng không biết rằng tôi cũng bị ảnh hưởng không tốt đến công việc, không chỉ riêng anh. Lúc đó tôi cũng bị stress và đây cũng chính là một trong những lý do khiến tôi nghỉ bay dưới sức ép từ ban lãnh đạo giám đốc nơi tôi làm việc. Anh Kim Lý không hề biết điều này, anh còn cho rằng tôi cố tình để gây chú ý. Tuy nhiên cô không giải thích vì Kim Lý đã nghĩ như vậy, cô cũng không có gì để nói với anh. Kiko Chen chia sẻ cô từng tủi thân trong thời gian quen nhau, nhưng người yêu chia sẻ đang độc thân, nhưng cô vẫn gửi lời chúc mừng hạnh phúc của anh và Hồ Ngọc Hà ở hiện tại. Bên cạnh đó, trước việc Kim Lý công khai những cử chỉ và lời nói ngọt ngào với Hồ Ngọc Hà trên cả mạng xã hội, không ngại thể hiện và chứng minh tình cảm, Kiko Chen thẳng thắn cho rằng so với chuyện cũ của cô thì không được công bằng cho lắm. Nhưng người đẹp lại thấy Kim Lý và Hồ Ngọc Hà rất hợp nhau cả về ngoại hình lẫn tâm hồn, bởi vì họ rất nghệ sĩ. Cô không nghĩ rằng mình sẽ ích kỷ và tôi mong rằng mối quan hệ của cả hai sẽ bền lâu. Tôi thấy rất vui khi anh ấy có được người mình yêu thật sự. Khi tôi đọc báo, tôi thấy tình cảm của họ xuất phát từ trái tim và tôi thấy anh cũng muốn có được một tình cảm dài lâu. Nhưng đây, tôi cũng muốn gửi lời chúc cho cả hai, Kiko Chen cho hay. Trước câu hỏi, khi chia sẻ về cuộc tình đã qua này, Kiko Chen có cảm thấy điều đó đúng và công bằng với mình không? Cô trả lời, tôi nghĩ đó là một sự công bằng và cũng không ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của cả hai. Vợ cả và Lê Giang mãi tố nhau, quay sang nhìn hình ảnh người vợ ba Tào Khang của Di Phương mà câm nín. Nếu không nhờ có người vợ thứ ba, chưa chắc cuộc sống của Di Phương đã ổn định được như ngày hôm nay. Những ngày vừa qua, cả làng giải trí Việt không khỏi xôn xao khi Lê Giang bất ngờ lên tiếng tố chồng cũ là nghệ sĩ Di Phương đã từng bạo hành mình trên một chương trình truyền hình. Sau chương trình phát sóng, Di Phương đã bị rất nhiều khán giả chỉ trích, cho rằng nam nghệ sĩ đã quá bạo lực với vợ của mình. Trước những ồn ào đó, Di Phương đã quyết định lên tiếng, khẳng định mình không đánh đập Lê Giang như những gì mà cô kể. Vụ lùm xùm này cũng khiến cho quán ăn của nam nghệ sĩ bị khán giả xa lánh. Mãi cho đến khi Di Phương lên tiếng giải thích về chuyện quá khứ với Lê Giang, thì quán mới đông khách trở lại. Với mức giá các cát-xê đi diễn hội chợ hiện tại chưa đến 1 triệu đồng, như hiện nay thì cuộc sống gia đình của nam nghệ sĩ dựa hết vào quán ăn này. Trong lúc Di Phương gặp scandal với Lê Giang, người vợ thứ ba của nam nghệ sĩ vẫn hết mực tin tưởng ở bên cạnh chăm lo cho ông xã và gia đình. Được biết, người vợ thứ ba của Di Phương tên là Nguyễn Thị Thơm, ngoài 40 tuổi, quê ở Hậu Giang. Hiện tại cô đang phụ giúp nam nghệ sĩ công việc kinh doanh quán ăn. Những hình ảnh hiếm hoi về người vợ thứ ba của Di Phương vốn là người có cuộc sống bình dị nên cô không thích xuất hiện trước đám đông. Trong một buổi phỏng vấn với báo, Di Phương đã chia sẻ về người vợ gắn bó trong nhiều năm qua. Tôi quen bà xã hiện tại trong một lần đi diễn, lúc đó chưa ai đặt vấn đề hôn nhân gì hết. Chỉ khi tôi đổ vỡ gia đình cũ, người ta mới giang tay giúp đỡ. Tình yêu có nhiều loại lắm, ví dụ hai người gặp nhau, thương nhau hay quen biết từ lâu rồi có cảm tình. Còn tình yêu của tôi rất ngộ và đột biến, họ thấy cảnh đời của mình rồi gắn bó, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Vợ tôi là người quê Hậu Giang, ngôn ngữ và cách sống rất bình dị. Đây cũng là người phụ nữ cưu mang hai đứa con trước của tôi, Duy Phước và Lê Lộc. Tôi vẫn luôn nhớ đây là người dạy chữ, người chăm sóc con mình những lúc ốm đau. Nhiều khi vợ chồng có lời qua tiếng lại thì tôi vẫn nhịn, bây giờ tôi vẫn mang ơn người ta và sẵn sàng đền đáp bằng những gì tôi có. Đến với người vợ thứ ba, Duy Phương có thêm hai cậu con trai bé Út Duy Thọ, 14 tuổi và Duy Bách, 8 tuổi. Tuy cùng cha khác mẹ và cách nhau nhiều tuổi, nhưng các con của Duy Phương đều rất hòa thuận và yêu thương lẫn nhau. Ngoài Duy Phước và Lê Lộc, thì cậu con trai Duy Thọ, con chung của người vợ thứ ba, cũng xuất hiện trong bức ảnh hiếm hoi mà Duy Phương và Lê Giang chụp chung với nhau. Trước khi đến với Lê Giang và người vợ thứ ba, thì Duy Phương đã từng kết hôn lần đầu với nữ nghệ sĩ Hải Lý. Tuy nhiên, người vợ cả không thể mang thai và sinh con, nên buộc phải chấp nhận cảnh chồng chung, với tất cả đều sống dưới một mái nhà. Hải Lý từng là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình, từng tham gia diễn xuất trong các bộ phim Lối sống sai lầm, Tường vi cánh mỏng, Gió nghịch mùa, Chuyện tình mùa thu và Tình yêu còn lại.